Xin chào anh chị và các bạn. Trước mắt anh chị và các bạn đây là những chiếc máy xúc đào thương hiệu Dosan Hyundai. Trước mắt các bạn đây là cái con máy Hyundai Robex 2009 LC-7. Còn đây là chiếc máy đào Dosan DX140 đời 2010. Còn đây là chiếc máy đào Dosan DX220 LCA. Còn đây là chiếc máy đào Dosan DX300. Hiện nay chúng tôi đang nhập khẩu và phân phối các cái dòng máy đào bánh xích tầm trung từ gầu 0,5 cho đến 1,2. Đấy. Quý khách hàng mà có cái nhu cầu về các cái dòng sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu thì có thể liên hệ số điện thoại mà chúng tôi đặt ở bên phía dưới phần mô tả của video. Hiện nay thì chúng tôi đang nhập khẩu phân phối khá là nhiều các cái dòng máy của Hàn Quốc. Quý khách hàng nào mà có nhu cầu về các cái sản phẩm thì xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về đời máy, chất lượng máy. Chúng tôi khuyên quý khách hàng là nếu mà có nhu cầu mua thì nên tới bãi để xem chi tiết và cụ thể máy. Đây là chiếc máy đào Hyundai Robex 2009 LC-7. Gầu cũng là gầu khối 2. Chiếc máy xúc đào Dosan DX220 LCA. Ngoài phân phối những cái dòng máy Dosan bánh xích, bánh lốp thì chúng tôi có nhập khẩu và phân phối các cái dòng máy công trình như là xe lưu dung, máy ủi. Máy Dosan bánh xích, Hyundai bánh xích, Volvo. Quý khách hàng mà có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mà chúng tôi để ở bên phía dưới phần mô tả của video. Video của tôi xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.